Xin chào mừng ca sĩ diễn viên Phương Trinh Truly. Rất vui khi mà ngày hôm nay chương trình Một Tiếng Kể Hết của O'Family được đón tiếp chị. Không biết lời đầu tiên chị có thể gửi đến khán giả và độc giả của Một Tiếng Kể Hết một lời chào nào đó không ạ? Đầu tiên thì cho phép Trinh xin được gửi lời chào đến tất cả khán giả, độc giả của O'Family đang ngồi trước màn ảnh nhỏ hoặc là điện thoại, iPhone, smartphone gì đó đang xem chương trình này. Một lời chào thân thương, tại vì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Tại vì Trinh cũng đã ngồi nói chuyện với Một Tiếng Kể Hết cách đây cũng 1 năm hay 2 năm trước. Và ngày hôm nay thì câu chuyện của mình nó sẽ khác hơn một chút so với câu chuyện của trước kia. Thì câu hỏi đầu tiên mà em muốn đặt ra cho chị đó là dạo gần đây thì em không thấy chị có ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Biết là thời gian này chị đang ở ẩn hay là chị như thế nào? Thật sự thì bây giờ âm nhạc đang bị thay đổi. Thay đổi đây là có nghĩa là nếu mà 2 năm trước hay là 3 năm trước á, dòng nhạc pop ballad hay là nhạc ballad nó sẽ được nhiều khán giả yêu mến hơn, thịnh hành hơn. Thì bây giờ các bạn underground đang dùng cái từ chuyên môn gọi là được tổ đãi. Có nghĩa là cái thời gian này thì các bạn underground đang được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn với giọng hát của họ. Có thể là họ đứng trên sân khấu sẽ không có xinh đẹp lộng lẫy giống như là những ca sĩ thị trường hoặc là của dòng giải trí, nhưng mà họ có chất lượng về cái giọng hát họ rất là hay, cũng như là những cái bài nhạc mà họ tự sáng tác thì nghe nó rất là gần gũi với giới trẻ. Cho nên là Trinh cũng đang định hình lại cái phong cách âm nhạc của mình để như thế nào mà vừa vẫn giữ được cái màu của mình nhưng mà vẫn phù hợp với cái dòng chảy của âm nhạc hiện tại. Và Trinh cũng đang tìm thêm những cái ý tưởng, những cái hình ảnh nào đó nó mới lạ hơn. Một năm mình ra tầm 2-3 cái MV là đủ rồi. Và năm nay thì chắc là Trinh cũng sẽ chuẩn bị ra một cái bài hát rất là dễ thương về những cái hình ảnh đi du lịch. Tại vì Trinh đang bỏ ra 2 tháng đầu năm vừa rồi để mà đi du lịch, và đặc biệt là đi du lịch ở Bali. Cho nên là MV lần này Trinh sẽ lấy những cái hình ảnh mình đi du lịch tại Bali và làm nên một cái clip âm nhạc kiểu giống như là travel music, để các bạn vừa nghe nhạc mà vẫn có thể lắng nghe và thấy được những cái cảnh đẹp ở Bali. Bởi vì 2 tháng đầu năm 2019 mà chị đi du lịch nhiều quá, rồi khán giả lại thấy chị là ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, thì mọi người lại nghĩ là chắc là chị giàu lắm, cho nên là chị không có cần phải đi ca hát mà chị vẫn có thể đi du lịch thoải mái như vậy. Thì chị nghĩ như thế nào về chuyện này? Thật sự thì người ta gọi là giàu thì thật sự không ai giàu, không ai nghèo chứ. Tại vì nếu như mà mình cảm thấy mình hài lòng với những cái mình đang có là mình đang giàu rồi. Đối với Trinh thì Trinh giàu so với bản thân của mình. Tại vì mình không phải là có nhà lầu vài tỷ hay là biệt thự mấy chục tỷ hay là đi xe 10 mấy 20 tỷ, nhưng mà đối với Trinh thì mình có đủ 3 bữa ăn một ngày. Trinh thì ăn 2 bữa thôi 2 bữa ăn một ngày, rồi được mặc đúng quần áo mà mình thích, đi tới những nơi mà mình muốn đi du lịch. Du lịch thì cũng có nhiều cái du lịch lắm, mình có thể đi với cái những cái nơi mà mình phù hợp với túi tiền của mình nữa. Cho nên là mà công việc của Trinh á là mình càng đi nhiều, mình càng biết nhiều, mình sẽ tích góp cho cái hành trang của mình, và nó lại làm quay trở ngược lại cho cái công việc âm nhạc nữa. Là Trinh đi du lịch mà Trinh vẫn có thể quay được những cái MV của mình bằng những cái máy GoPro hay là những cái cơ bản là điện thoại. Bây giờ thì cái lượng megapixel của nó cũng đủ để mà có thể đạt chuẩn 4K để làm MV. Cho nên là mình vừa kết hợp du lịch mà mình vừa kết hợp cho công việc của mình luôn. Nên là nói giàu không phải là giàu, mà giàu chính bản thân của mình giàu thôi. Có những hình ảnh thì mọi người thấy là có sự trùng hợp là chị đi cùng với là diễn viên người mẫu Lý Bình. Thì chị nói như thế nào về điều này? Trinh đi du lịch với 2 người bạn thân của Trinh. Đó là một người là quản lý của Quỳnh Anh Xin, một người là diễn viên Quang Lý Bình. Thì đó là 2 người đều là con trai hết, và 2 người đều là những người bạn rất là thân của Trinh, mà hầu như đi đâu cũng chỉ có 3 người bạn này thôi. Trinh thì không có chơi với bạn gái và ít có bạn gái lắm, không có luôn. Có chăng là những người em, những người đồng nghiệp, ví dụ như là trợ lý của Trinh nè, cũng là một người bạn của Trinh. Rồi những người trong cái ekip làm việc của Trinh cũng là những người bạn của Trinh. Nhưng mà mỗi người có một cái công việc khác nhau, cho nên là nhiều khi
mình đi thì những người đó lại không có thời gian rảnh để mà đi cùng với mình. Và những người bạn giống như là Trinh đi cùng là Lý Bình hoặc là Jason đó thì rảnh rồi đi cùng với Trinh thì kết hợp đi chung với nhau thôi để chụp hình cho nhau. Tại vì mình mặc đồ đẹp, mình phải có một người chụp hình đẹp nữa, chứ nếu mà mình đi du lịch một mình thì không ai chụp hình cho mình hết. Và những cái lời đồn đoán về nghi án tình cảm này như thế nào chị? Lời đồn thì vẫn mãi là lời đồn thôi. Tại vì khi mà đi du lịch với nhau thì cũng có những cái tấm hình Trinh chụp cả ba người. Tại vì mình có đem theo những cái chân máy nè, xong rồi mình để cái điện thoại ở đây rồi chụp cả ba. Cho nên là những người bạn best friend hay là family gì đó. Tại vì đối với Trinh thì đã là bạn thân với nhau thì mình sẽ có một cái sở thích cùng nhau. Mà sở thích cùng nhau của ba người là thích chụp hình đẹp và thích được đi du lịch khắp thế giới. Vậy thì mình đi cùng với nhau thôi. Nhưng mà đã lâu lắm rồi vẫn thấy Phương Trinh Jolie cô đơn ấy. Chị ra bài hát là em không muốn cô đơn. Ừ, em không muốn cô đơn là không muốn thôi. Còn cô đơn thì nó là cái định mệnh của mình rồi. Mình đâu biết được khi lúc nào mình có, lúc nào mình không đâu, đúng không? Đã nói là duyên nợ thì cái gì tới thì nó tới, cản không nổi đâu. Cho nên là thôi thì cứ để mọi cái nó tự nhiên, cái gì tới thì nó tới với mình thôi. Còn đồn đoán thì là đồn đoán. Chị cô đơn bao lâu rồi? Chắc cũng 2 năm ạ. 2 năm rồi đó. Trong khoảng thời gian đó chị quen với cái việc đó. Thật sự thì công việc rồi có những người bạn của mình, có những người đồng nghiệp của mình, có những người trong ekip giống như là những người em, những người trong gia đình luôn thì không cảm thấy cô đơn một tí nào hết. Tại vì một ngày ở trên thức dậy nè, xong rồi đi quay nè, rồi đi tập gym hoặc là tập yoga nè, xong về ăn tối rồi quay những cái MV hay là thu âm gì đó, rồi nó hết ngày rồi, rồi mình đi ngủ thôi. Nhưng mỗi ngày nó cứ trôi qua và mình cảm thấy là nó đã đầy đủ với mình rồi. Nếu như mà có tình yêu thì mình lại trừ bớt những cái thời gian mà mình gặp bạn bè lại, mình cân bằng nó lại. Còn hiện tại bây giờ nó vẫn đang đầy đủ, nó vẫn đang ổn định, không có gì là mình khó chịu hết. Nhưng mà chị không nghĩ tới chuyện mình sẽ lập gia đình hả chị? Có chứ, 31 rồi. Nhưng mà từ từ, người ta nói là sinh con là từ 35 tuổi trở xuống là nó sẽ thông minh. Nhưng cũng có những trường hợp 40, là từ 40 tới 35 tuổi, tới 40 người ta sinh con thì con nó vẫn phát triển đầy đủ. Tùy theo cái sự chăm sóc bản thân của người mẹ để giữ cho người mẹ lúc nào cũng hừng hực sức sống và đầy đủ những cái chất vitamin để nuôi con khi trong bụng mẹ. Cho nên là bây giờ Trinh biết là Trinh cần phải chăm bón cho bản thân của mình là cái cây trước, để sau này lỡ mới có con trẻ thì con mình nó vẫn thông minh. Cho nên là nói chung là cái đích là 40 là hạn chót, nếu mà 40 là có chồng, hoặc là dưới 40 thôi nha, không đâu 41 đâu, chắc chắn. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chị có còn gặp những cái câu hỏi là sao không lấy chồng, rồi khi nào lập gia đình nữa không? Không ai hỏi hết á. Thứ nhất là tại vì ngay từ nhỏ Trinh không có sống cùng với bố mẹ, cho nên là không có nghe những cái câu hỏi đó từ bố mẹ. Thứ hai nữa là cô của Trinh là cái người nuôi Trinh từ khi còn nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì tới năm 18 tuổi Trinh cũng đã đi lên Sài Gòn để bắt đầu lập nghiệp rồi. Vì vậy cũng không có nghe cô nói nhiều, có chăng là những cái tin nhắn hay là những cái lời hỏi thăm sao rồi khi nào có chồng đây gì đó. Nhưng mà thực sự đối với lại những người phụ nữ hiện đại và đặc biệt là người làm việc liên tục như Trinh thì gia đình cũng là một phần để mình cảm thấy dễ chịu, là gia đình hiểu mình, gia đình biết mình đang làm cái gì và biết là mình sẽ cảm thấy cái gì đúng thời điểm mình sẽ làm. Và họ giao hoàn toàn cái quyền quyết định cho bản thân của mình, tại vì mình sống cho mình cuộc đời của mình mà. Nhưng mà ở thời điểm này chị có cảm thấy cô đơn hay chị thiếu vắng cái tình thương nhiều? Lúc nào thì cũng có sự hỗ trợ từ gia đình của Trinh từ phía sau. Giống như là mình biết cái đó là cái điểm tựa của mình rồi. Cho dù mình có ở Mỹ, cho mình có ở Pháp, ở châu Âu hay là châu Phi hay đâu, thì mình vẫn biết là vẫn có gia đình của mình ở dưới quê đó. Cho dù có thành công hay gì có thất bại thì mình vẫn có một nơi để mình chỗ dựa cho mình quay về. Cho nên là không cảm thấy cô đơn. Và lúc mà mẹ Trinh mới mất thì Trinh cảm thấy rất là hụt hẫng, là mình cũng chưa có làm gì được nhiều cho mẹ. Nhưng mà mình suy đi nghĩ lại thì mình cảm thấy là
có thể là mỗi một người họ sẽ có một cái gọi là số phận đó, tới đó rồi họ dừng lại. Nhưng mà ở một mức nào đó Trinh tin là tình cảm của mẹ dành cho mình thì vẫn làm cho mình cảm thấy là ấm lòng, và ở một nơi nào đó mẹ đang nhìn xuống và mẹ đang dõi theo cái hành động của con gái mẹ, và mình phải sống như thế nào để cho mẹ luôn hãnh diện. Mẹ mất như thế nào chị? Mẹ Trinh là bị ung thư, cho nên là bây giờ Trinh cảm thấy là mình sống cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm việc thì cũng làm việc, kiếm tiền thì cũng kiếm tiền, tại vì điện lên giá, xăng lên giá rồi, cho nên là mình phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Và thứ hai nữa là mình phải làm được những điều mà mình mong muốn và đi du lịch nên mình thích. Tại vì tới lúc mà mình có đủ tiền rồi á, thì mình lúc đó lỡ cái chân mình bị đau hay là mình bị bệnh gì đó mình không đi được, cái cả tuổi thanh xuân của mình chỉ có kiếm tiền, và sau đó tới lúc mà mình nằm xuống mình lại lấy cái tiền mà mình làm việc đó mình nuôi cái căn bệnh của mình, chứ mình không có dành gì cho bản thân hết, thì nó sẽ là một sự tiếc nuối. Chị có cái điều ân hận gì vì đối với khi mà mẹ mất rồi mà chưa thực hiện được? Nhiều cái lắm. Tại vì mẹ Trinh mất cách đây 10 năm rồi, thì cách đây 10 năm là Trinh vô showbiz cũng được 3 năm, là từ 2006. Nhưng mà tính là cuối 2006 coi như là được 2 năm thôi. Mà 2 năm đối với một người mới bước vào trong showbiz thì nó là một khoảng thời gian nó cũng rất là khó để mà mình tạo dựng nên cái tên và cái thương hiệu của mình. Đó là cái thời gian mà người ta gọi là để trồng cây thôi, chứ chưa có gặt quả, chưa có được hái quả. Trinh cảm thấy mới thoải mái về cái tài chính của mình cũng như là kinh tế của mình cách đây tầm khoảng 3-4 năm gần đây thôi, chứ cũng không có sớm hơn. Cho nên là cái thời gian vừa rồi mà mẹ mất á, là chưa làm được nhiều lắm, chưa làm được nhiều thứ lắm. Nhà cũng chưa có, ở nhà thuê mà lúc đó thì nhà thuê người ta đâu có cho để gọi là quan tài đâu, nên là phải để ở trong chùa để người ta đến viếng 3 ngày, sau đó thì mới đem đi đi chôn. Cái mà Trinh ân hận nhất là mẹ mất mà không có được một cái nơi để mà để cái quan tài của mẹ, thì cái đó là cái điều mà Trinh cảm thấy cứ trong lòng mình nó cứ đốt đốt trong lòng mình vậy đó. Buồn nhiều, cũng khóc nhiều lắm. Từ lúc mà mẹ mất xong 3 năm đầu tiên là buồn kinh khủng, là cảm thấy tại vì có những cái hiểu lầm giữa Trinh và mẹ của Trinh mà khi mà mẹ mất rồi thì mới hóa giải được. Tại vì từ nhỏ thì Trinh không sống cùng với mẹ, xong rồi có những cái hiểu lầm mà gọi là mình từ tuổi thơ mình cứ nghĩ trong lòng, ở tại sao mẹ lại không nuôi mình, tại sao mẹ lại để mình cho người khác nuôi vậy đó. Nhưng mà xong rồi khi lớn lên mình mới hiểu là một mình mẹ một tay phải nuôi hai đứa con, rồi đi làm nữa thì con còn nhỏ, mà con còn nhỏ phải chăm con suốt ngày thì không thể nào đi làm được để kiếm tiền nuôi con được, cho nên là phải gửi cho cô trên nuôi đó. Chính vì vậy mà phải đứt ruột để mà gửi đứa con của mình cho một người khác nuôi, đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Mà khi mà mình lớn lên rồi mình mới hiểu được. Tới khi mà Trinh ở trên Sài Gòn 3 năm cuối đời của mẹ là lúc Trinh mới bước vào showbiz đó, thì cảm thấy là không có muốn ở gần mẹ. Tại vì kiểu như tại sao lúc đó mẹ không nuôi mình mà bây giờ mình bắt đầu nổi tiếng rồi thì mẹ lại gọi thợ mình nhiều hơn, gần gũi mình nhiều hơn. Mình không hiểu được là mẹ biết là bây giờ mình lên Sài Gòn mình ở rồi, có nhiều cái cạm bẫy, có nhiều cái khó khăn. Mẹ gọi điện thoại nhiều hơn, mẹ hỏi thăm nhiều hơn để mà mẹ biết được là con mình đang ở đâu rồi, đang làm gì rồi. Mà bây giờ thì mọi thứ nó cũng là sự tiếc nuối thôi. Chỉ còn là sau này khi mà mình có gia đình, có con, thì mình sẽ cố gắng bằng hết sức mình rút ra những kinh nghiệm từ cái quá khứ của mình. Mình dành tình cảm cho con mình nhiều hơn, mình dạy dỗ con mình để con mình biết được là mình yêu con mình nhiều như thế nào. Tại vì người mẹ nào thì cũng rất là thương con của mình, nhưng mà có thể là họ không có điều kiện để mà họ bày tỏ cái tình yêu đó cho con của họ biết. Chứ mẹ nào cũng thương con.
trong khoảng thời gian 3 năm đó đó chị, thì cái kinh tế của mình là như mình không đủ để mình giúp mẹ chữa bệnh đúng không? À, lúc đó thì bao nhiêu tiền đóng phim thì Trinh để dành tiền để lo viện phí cho mẹ hết. Rồi mẹ mất còn phải tiền để mà lo mua cái gọi là lo cái tang chỗ lễ. Cái tang lễ rồi nè, rồi cái chỗ để mà chôn mẹ nữa. Có một điều mà đúng là lần đầu tiên Trinh kể luôn là Trinh mua sẵn cái huyệt huyệt mộ đó cho mình sẵn luôn rồi, kế mẹ luôn. Tại vì nếu như mà cả hai lúc mà còn sống không sống được với nhau thì lúc mất sẽ nằm kế mẹ. Mua sẵn luôn rồi, ba chỗ luôn rồi. Là một chỗ là mẹ đang nằm, một chỗ là cho cô của Trinh, là người nuôi Trinh, một chỗ là cho Trinh, để ba người cùng nằm gần nhau. Trinh không có quan, không có sợ gì hết. Có nhiều người quan niệm người ta sợ là mua sẵn rồi gì hết gì đó. Nhưng mà đối với Trinh thì mỗi một người á, họ sống thì họ sẽ có một cái thời gian trên cái cõi đời này. Tới lúc mà có những người á, có những cái clip rất là hay trên mạng là tai nạn kinh khủng luôn mà vẫn sống. Có những người ngã cái đụng cái ra rồi mất. Cho nên là cuộc sống này nó vô thường lắm, nó đến và nó đi mình không có ngờ được đâu. Cho nên là mình cứ sống, mình yêu thương, mình chan hòa đi. Đừng có sống ích kỷ, đừng có vì bản thân của mình mà mình hãy sống sao mà cho cảm thấy mọi người thấy hạnh phúc hết. Để mà lỡ một ngày mình bất ngờ mình ra đi như vậy thì mình sẽ không cảm thấy hối tiếc. Đó là cái mà Trinh cảm thấy là mình dù sao mình cũng làm được cái gì đó cuối đời cho mẹ, là có cho mẹ được một cái chỗ nghỉ ngơi, an nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng một cách đàng hoàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và sau này có gì thì mình sẽ được nằm gần mẹ. Chị ơi, đó là về mẹ, về còn về ba thì sao? Ba Trinh thì từ nhỏ Trinh cũng không có sống gần ba. Mặc dù là hai nhà ở kế nhau, là cô Trinh nuôi Trinh ở cái nhà bên đây thì ba Trinh ở nhà nội kế bên luôn. Nhưng mà cũng ít có qua lại lắm, tại vì cứ đi học rồi. Tại vì ở hai nhà ở sát nhau thì ba thì đi làm, Trinh thì đi học, cũng ít có qua lại nói chuyện nhiều. Rồi lớn lên thì đi lên Sài Gòn để học lớp 12, rồi bắt đầu bước vào showbiz thì cũng không có liên lạc nhiều với ba. Thỉnh thoảng thì khi mà về quê ăn Tết thì cũng có thăm, ghé thăm ba. Ba bây giờ thì cũng có gia đình mới rồi, một đứa con với dì, thì sống rất là hạnh phúc. Thì Trinh cũng rất là mừng cho ba của mình. Tại vì ngày xưa mình hay nói tại sao ba mẹ lại ly dị nhau hay gì, mà mình hiểu là tình yêu nó không có nói trước được. Nhiều khi lúc này mình ở cạnh bên người đó, nhưng mà vì lý do gì đó không có duyên nợ gì đó thì mình lại tìm tới một cái người khác, và cái người đó thì sẽ ở bên cạnh mình cho tới cuối đời. Cho nên Trinh không có trách ai hết, chỉ là duyên số thôi. Ở thời điểm này thì mình không trách, nhưng mà hồi quá khứ thì chị có trách và có tủi thân không? Tủi thân thì Trinh cũng không có tủi thân nhiều đâu. Tại vì thật sự cô Trinh cũng đã bù đắp tình cảm cho Trinh cũng khá là đầy đủ, của một người mẹ, của một người cha luôn. Cả nhà giống như mỗi người nuôi tí vậy đó. Cô Trinh thì gần nhà, tại vì những nhà bà con sống gần với nhau trong một cái con hẻm nhỏ. Thì có hôm lúc còn nhỏ đó, Trinh mắc cười lắm, nghe kể lại là có hôm thì Sáu là cô Sáu á trông, rồi có hôm á thì qua nhà Tám, cô Tám trông. Hôm bảy đi làm, là bảy là cái người nuôi Trinh á, bảy đi làm, đi công tác gì đó, thì bắt đầu cả nhà xúm vô trong lúc mà còn nhỏ xíu á, cho ăn cháo, cho bú sữa này nọ đó. Rồi lớn lên từ từ biết đi biết bò này nọ thì ở nhà của cô là chính, nhưng mà cũng đi lòng vòng vậy đó. Nên là nếu như mà cho Trinh quay lại cái thời quá khứ để lựa chọn giữa có một gia đình hạnh phúc và như mình hiện tại, thì Trinh vẫn chọn như mình hiện tại. Tại vì nếu như mà không có cái hoàn cảnh ở cái quá khứ thì sẽ không có được một cái Phương Trinh như bây giờ. Có thể mình không hoàn hảo, không ai hoàn hảo cả, nhưng mà đó là mình có được những cái trải nghiệm về sự đau khổ, mình có những trải nghiệm về sự vị tha, mình có trải nghiệm về sự tức giận và ghen tức và trách móc, thì những cảm xúc đó nó làm nên một người diễn viên.
để mình biết thế nào để mình thể hiện nó trên cái vai diễn của mình. Tại vì đã là một người diễn viên mà nếu như không trải qua cảm xúc đó thì mình sẽ không thể nào mình biết được để mình đưa vào cái vai diễn. Nên Trinh cảm thấy là đó là tại sao mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh như vậy, một cái quá khứ như vậy, một cái tình cảnh như vậy. Và nhờ như vậy thì mình mới có được sự mạnh mẽ như bây giờ, và mình mới có được cái đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc sống này. Và mình sẽ biết mình vò lại thành một cái cục cảm xúc, mình chế biến nó thành những cái vai diễn của mình trong những cái bộ phim mình sẽ đóng và sắp đóng. Cô chị có lập gia đình không chị? Một cái điều buồn cười là ở nhà của Trinh Hỏng đa số là không có được hạnh phúc trong cái chuyện hôn nhân. Bởi vậy á, là những người phụ nữ ngày xưa bị cái là họ rất là chịu đựng. Chịu là phụ nữ lấy chồng là phải chịu nuôi con, phải chịu cắn răng, phải chịu chồng này nọ. Nói chung người đàn ông là số 1. Rồi bị đánh đập chồng về á hả? Rồi quậy nát cái nhà hết. Rồi đánh vợ, đánh con. Nhưng mà được cái là cô của Trinh ngày xưa cũng là một người phụ nữ trong gia đình học cao nhất. Học lên tới đại học mà ngày xưa cũng rất là cao rồi. Rồi làm cô giáo dạy học nữa. Cho nên là có cái sự mạnh mẽ nhất định của một người phụ nữ mà có tri thức. Cho nên là ly dị người đàn ông đó, không có để người đàn ông đó làm cho cuộc đời mình phải kéo xuống bùn nữa. Và từ đó ở một mình nuôi con tới bây giờ luôn. Tới bây giờ là cũng gần 70 tuổi rồi, vẫn không có bước thứ hai. Còn mẹ Trinh thì sau khi mà ly dị ba thì cũng không có bước tiếp gì hết cho tới khi mẹ mất luôn. Ở như vậy thôi, để đi du lịch chơi bạn bè lúc mà những ngày cuối đời á, thì Trinh cũng tạo điều kiện cho mẹ để mà mẹ có thể hoàn thành cái giấy tờ để đi qua Mỹ đi định cư. Cũng ở Mỹ cũng được năm mấy á, xong rồi cái về Việt Nam thì mới mất. Chị ơi, sao mà chị lận đận quá vậy chị? Người ta nói là hồng nhan bạc phận đúng không? Trinh không nghĩ là mình là hồng nhan, nhưng mà bạc phận thì cũng không hẳn là bạc nữa. Tại vì cuộc sống mình suy đi nghĩ lại thì chỉ có vài cái trong kiểu gia đình, trong hoàn cảnh gia đình thôi. Còn ở ngoài thì cũng có sóng gió, đúng là cũng hơi sóng gió đó, nhưng mà mình xét lại cũng có những vấn đề mình cũng may mắn. Ví dụ như là mình thi cuộc thi nào mình cũng được giải nhất về ca hát. Rồi mặc dù là không có giàu có nhưng mà mình cũng không có bị đói mà không bị thiếu ăn ngày nào hết. Cũng ăn đầy đủ, ăn những món ngon này nọ mình cũng được ở nhà cho mình ăn đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Rồi lớn lên thì thi test truyền hình, cái tự nhiên cái đậu rồi bước vô trong công việc là một ca sĩ. Rồi được mời đóng phim thủ tướng, rồi sau đó là đóng toàn những vai chính phim truyền hình không. Mà mình không phải đánh đổi một cái gì cả. Mình phải tự tin nói cái điều đó. Nên đó là những cái mà mình gọi là thực sự mình cũng nghĩ lại mình. Chắc là người ta gọi là ông trời lấy này đi cũng cho lại cái khác vậy đó. Ông trời rất là công bằng. Cái câu đó mà người dân gian hay nói á, thì Trinh nghĩ là cái câu đó đúng. Khi mà mình bị mất một cái gì đó đi thì sẽ có một cái gì đó nó tới và nó bù đắp lại cho mình. Người ta nói là có đức mặc sức mà ăn là vậy đó. Cho nên là mình hãy sống sao cho tốt đi, để mà mình sẽ có đức ăn hoài. Mình có ăn hoài. Nhìn chị xinh đẹp, gợi cảm mà lại nổi tiếng nữa, thì không chỉ em đâu mà rất nhiều người nghĩ là chị có đại gia. Chị có đại gia chống lưng nè, có đại gia gọi là đại gia cho tiền luôn á. Thì chị mới không phải làm việc, rồi có thể là thoải mái đi chơi, rồi có cuộc sống vui vẻ, tích cực như bây giờ. Có một điều rất là ngộ là khi mà người mình làm việc cực khổ, mình thức khuya dậy sớm, mình nói chung là lúc mà mình phải bỏ công sức ra để mà mình đi kiếm tiền á, người ta không thấy. Người ta chỉ thấy lúc mà mình bót hình đi du lịch, lúc mà mình xinh đẹp trên sân khấu. Có một cái điều nghịch lý là người ta sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của bạn, mà người ta nhìn thấy kết quả rồi người ta ganh tị thôi. Cho nên Trinh thì Trinh không phủ nhận là mình lúc mà mình mới bước vào showbiz, mình cũng đặt cái tiêu chuẩn bạn trai mình rất là cao, là bạn trai mình phải có về vấn đề tài chính. Để thứ nhất
là họ có vấn đề tài chính thì họ cũng sẽ một phần nào đó họ take care được, họ lo được cho người bạn gái của họ. Nhưng mà Trinh thì bản thân Trinh ngay từ lúc mà Trinh đã chia sẻ điều này rất là nhiều là Trinh quen ai, Trinh không bao giờ mở miệng ra Trinh xin bất kỳ một đồng nào từ người đó hết, mà mình vẫn đi làm. Không có nghĩa là mình quen một người bạn trai giàu có rồi mình không đi làm, mình nghĩ mình ở nhà, mình tối ngày mình sức kem tâm trắng da rồi xong rồi cái chăm sóc da mặt đi spa tối ngày. Không phải vậy, mà Trinh vẫn đi làm một lần, Trinh đóng 2-3 phim, rồi đi hát, rồi đi tỉnh diễn, đi nước ngoài diễn, rồi quay talk show, đi thu âm, tập luyện, những cái đó đâu ai thấy. Và những cái lúc đó thì mới là lúc mà để Trinh dành dụm cho bản thân của mình. Nếu như mà người ta nói là bạn trai là đại gia hay là sống nhờ bạn trai gì đó, thì hoàn toàn mình không có sống nhờ bạn trai hay là không sống nhờ đại gia gì cả, mà mình vẫn làm bằng cái khả năng của mình. Ví dụ như người ta đang nuôi bạn, người ta đang cho bạn, lúc mà người ta còn cảm thấy bạn có một gì đó thu hút người ta, thì tới một ngày nào đó người đó bỏ đi thì bạn chết à, bạn sẽ không có gì ăn, hay là bạn không có còn xinh đẹp, không có còn quần áo đẹp để bạn mặc à. Nên bản thân mình cũng phải cố gắng mình làm việc bằng chính bản thân của mình. Và có một điều may mắn là Trinh quen ai thì cái người bạn trai của mình vẫn rất là tốt với mình. Và chính vì nó ngộ là vậy nè, giống như bản thân Trinh cũng vậy nữa, nếu mà ai xin tiền Trinh hay là xin cái gì đó Trinh không cho, nhưng mà thí dụ như mình thấy cái người đó đang vậy mình muốn cho mà người đó không nhận, mình càng muốn cho thêm nữa. Trinh là như vậy, và hình như là bản thân của mình vậy, nên cái mình gặp ai cũng vậy hay sao á, kiểu như không bao giờ mà Trinh xin bạn trai hay là xin ai một cái gì hết, nhưng mà tự người ta thấy là bạn gái mình đi làm khổ vậy, mình thì sung sướng vậy, tại sao mình không có chia sẻ một phần nào đó trong khả năng của mình với cái người mình yêu thương, tại vì người đó mình yêu mà, chứ đâu phải là cái người mà gọi là ngoài đường rồi mình kêu gì mình cho tiền đâu đó. Cho nên là cái đó là cái mà gọi là trong tình yêu cần có sự chia sẻ cả hai, nhưng mà mình vẫn phải làm việc, mình vẫn phải cố gắng để mà mình có cái lời nói, sức mạnh trong lời nói của mình, mà mình không phải phụ thuộc ai hết. Chị ở thời điểm này có nhiều người theo đuổi không? Có. Nhiều không thì không biết nữa. Nhưng mà sao nhỉ? Tới lúc này rồi thì đối với con người á, mỗi một cái thời điểm sẽ có một cách nhìn nhận về cái sự việc và cách nhìn nhận về cuộc sống khác nhau. Nếu như ngày xưa cách đây khoảng tầm 10 năm trước đi, thì Trinh sẽ ước là mình có một người thiệt là giàu, quen với mình, lo cho mình, rồi để mình có tiền mình lo cho mẹ của mình luôn, chị bệnh này nọ. Nhưng mà khi mà mẹ mất rồi, mình nghĩ là mình chỉ cần có một người vừa đủ khả năng thôi để mà cả hai có thể đi du lịch cùng với nhau, hay là đi đâu mà những cái đất nước mà quá nhiều tiền mà mình không thể nào mà mình có thể bỏ ra số tiền nhiều vậy, mình thấy phí. Có nghĩa là thay vì số tiền đó mình để dành, mình làm được mình để dành, thì người yêu của mình đưa mình đi chơi tới những nơi đó. Đó là cái mức vào cách đây 5-6 năm trước. Còn hiện tại bây giờ thì bây giờ thì mình lại nhìn lại một lần nữa là thôi, mình quen ai mà người đó có chí hướng làm ăn, cũng có khả năng làm ra tiền cỡ như mình, không cần phải nhiều hơn nhiều đâu, nhưng mà cả hai ví dụ như là đi một cái nước Đức ở khách sạn 5 sao đi, thì thôi mình ở khách sạn 2 sao thôi, 3 sao thôi, mình cũng đích tới được đất nước đó, mình cũng ăn được những món ăn đặc biệt ở đất nước đó, rồi mình cũng thể chụp hình được, lưu giữ những cái khoảnh khắc thời thanh xuân của mình được. Nhưng với tình yêu là mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình, thì cuộc sống nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ để lại cho mình nhiều kỷ niệm hơn, để mà sau khi mà về già đó mình nhìn lại mình thấy cuộc sống mình sống mình cũng xứng đáng, chứ không có bị nhạt. Có nghĩa là mình có tiền mà mình không có tình yêu thì nó sẽ bị nhạt. Chị có bao giờ từ chối một cái lời đề nghị khiếm nhã nào từ những người giàu có? Nhiều chị? Lắm. Ngay cả như bây giờ có một cái anh đó, anh là người Việt Kiều, anh nhờ một cái cô đó cũng là một người diễn viên, biết chị thôi chứ chị chưa có đóng phim với lại bạn đó lúc nào hết, tại vì bạn đó làm diễn viên mới, xong rồi cũng có gặp nhau đi quay talk show hay là quay game show này nọ. Cái người đó một hôm cô đó nhắn gọi điện thoại cho chị, không có nhắn tin, gọi điện thoại chị bằng Facebook, tại vì không có số điện thoại chị, gọi Facebook
nói chị ơi anh này nè muốn làm quen với chị, mời chị đi ăn này nọ, sẽ gửi cho chị 10.000 đô coi như hơn là 200 triệu. Ừ, 10.000 đô chỉ là đi ăn tối thôi vậy đó. Gửi chị 10.000 đô coi như là kiểu gặp mặt vậy đó. Xong rồi cái em ơi, chị bây giờ chứ không phải là chị mới vô nghề đâu, chị giờ cái đầu chị lắc nó hết nghe rồi, tại vì nó đầy sạn đó rồi. không có vụ chị mới vụ này được đâu. Nói vậy thôi chứ ý người ta trong đó là cái gì mình hiểu. Nghĩa là có những cái chuyện sau đó nữa. Này. Dễ gì mà đi ăn chị đúng gặp rồi. Nhau mà 10.000 được. Và sau đó nữa nếu mà chị có muốn gì thì chị cứ nói, ảnh sẽ cho chị hết gì này nọ vậy đó. Cái chị nói thôi bây giờ em trong giới nghệ sĩ thì có rất là nhiều người, chị không biết những người khác như thế nào, nhưng mà đối với chị thì không hề có những cái vấn đề đó. Em có thể em tìm những người khác, nhiều người bây giờ mấy đứa nít giờ nó trẻ đẹp lắm, em gọi cho người ta đi, đừng gọi chị làm gì, mất thời gian lắm, chị không có cần đâu. Thì đó, thì có những cái lời mà gọi là khiếm nhã nhưng vẫn lịch sự, tại vì người ta cũng biết mình như thế nào, mình khó chịu, khó tính như thế nào. Còn những trường hợp khác thì khiếm nhã hơn thì chị chưa thấy, chỉ vậy, ở mức độ đó thôi. Nhưng mà cái người đó, chị có biết người ta bao nhiêu tuổi không? Đẹp xấu làm sao không? Chị có hỏi về thông tin á, cái cũng có gửi chị coi, đưa hình chị coi, video FaceTime á, đưa hình chị coi. Xong rồi nói chung là cũng coi cũng được lắm, dễ thương lắm. Hơi lớn lớn chút xíu, tầm 40, 40 mấy. Có gia đình không thì chị không biết thì chị không có hỏi. Nhưng mà mình cũng tò mò, mình hỏi coi ê, có người đó làm sao vậy đó. Lúc đó thì chị cũng nghĩ là bây giờ á thì mình cứ coi mặt thử coi, lỡ nhiều khi mà cái người đó thích mình, thương mình thiệt làm sao, người ta cũng muốn có cơ hội làm quen mình sao. Nhưng mà lúc đó chị cũng chưa có bạn trai, bây giờ thì cũng chưa có bạn trai, nhưng mà lỡ gì đâu mình cho người ta cơ hội, người ta làm bạn trai mình, tới cưới mình sao đó. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó, nếu như mà có duyên thì sẽ gặp mặt, đâu cần phải qua cách này. Thôi vậy là không có tiếp tục cái cuộc nói chuyện với lại cái cô bé đó nữa. Nhưng mà nếu yêu một đại gia nào đó nha, với cái sự nổi tiếng của chị, xinh đẹp, gợi cảm với thời gian hiện tại, thì em thấy nó cũng hợp lý mà. Có gì là sai đâu. Ví dụ như là chị cũng không có gọi là cái vấn đề chân dài đại gia đâu. Tại vì người ta nói là nồi nào úp vung nấy. Có nghĩa là ủa anh ta giàu có thì ta có quyền người ta tìm một người vợ, một người bạn gái đẹp chứ. Chứ đâu phải là tự nhiên cái lấy một người xấu xí hay gì thì mới gọi là đúng đâu. Nhưng mà cái gì nó cũng phải dựa trên cái nguyên tắc là cả hai cảm thấy thoải mái với những gì mà họ đang muốn. Còn vấn đề mà lâu dài hay không thì tính sau. Đó là vấn đề thuộc về chuyện tình yêu, tính sau. Nhưng mà một người đẹp thì họ, nếu mà họ sinh ra họ đã đẹp rồi á, họ có quyền họ được hưởng những cái gọi là tốt đẹp trong cuộc sống. Còn nếu như mà họ không đẹp nhưng nhờ sự cố gắng của họ, họ đẹp lên, đó là chị. Đẹp lên theo thời gian, nhờ sự cố gắng của mình, tập luyện nè, ăn uống nè, rồi có thêm một chút xíu bàn tay hỗ trợ của bác sĩ thẩm mỹ nữa, thì thứ nhất là mình làm tốt cho công việc của mình, là công chúng, cái gương mặt của mình, cái cơ thể của mình là mình biểu diễn trước công chúng, thì mình trân trọng cái bản thân mình, là mình đang tôn trọng khán giả. Thứ hai nữa là khi mà mình đẹp lên thì mình cũng sẽ có cơ hội, mình có những cái người tốt, đẹp trai, nhà giàu hay gì đó để mình lấy làm chồng. Trong quá khứ chị có bao nhiêu mối tình? Đếm trên đầu ngón tay thôi, không có nhiều đâu. Tại vì thực sự mà gọi là keo sơn gắn bó thì tầm 3 mối tình thôi, không có nhiều hơn. Ít lắm. Ít về chị? Có mối tình nào dài lâu năm? Dài nhất là 5 năm. Vậy thôi đó. 5 năm mà trong 5 năm đó cũng chia tay cũng khoảng 20 lần. Vì sao vậy? Vì chị cũng có cái tôi rất là lớn.
mà người đó cũng có tôi rất là lớn. Chắc là người ta ép chị làm theo những cái gì người ta muốn. Mình không chịu. Nhưng mà cái bây giờ suy nghĩ lại thì cái mà người ta mong muốn mình thay đổi thì nó tốt cho bản thân của mình. Nhưng mà do tuổi trẻ, mình bộc bột, mình hiếu thắng, đôi khi cái đó mình sai nhưng mà mình vẫn làm theo những cái mà mình muốn, mặc dù đó điều đó không đúng. Cho nên tạo nên xung đột. Ừ. Rồi sau đó chia tay. Nếu như mà một sợi dây một người kéo một người nương thì nó sẽ không bị đứt, còn nếu mà cả hai kéo ra luôn thì nó sẽ đứt. Xong rồi cái nói lại, nó lại kéo tiếp cái đứt chỗ khác. Xong tới lúc nào đó nó giờ nó hết chỗ nói rồi. Rồi bỏ luôn sợi dây luôn. Chị có rút ra bài học kinh nghiệm này cho bản thân không? Nhiều chứ. Ai thì cũng trải qua tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ họ có quyền sai lầm, tuổi trẻ họ có quyền bồng bột, tại vì họ còn thời gian để họ thay đổi. Già rồi thì hết rồi, hết đường rồi. Nên bây giờ mình sẽ rất là hạn chế cái lỗi trong cái cuộc sống của mình. Có chăng là quan điểm về nhân sinh. Ừ, nhân sinh. Quan điểm về nhân sinh nó khác nhau thì sẽ có những cái sự đấu tranh về cái vấn đề quan điểm thôi. Còn Trinh sẽ hạn chế tối đa những cái gọi là cái gì gọi là làm cho hình ảnh của mình nó không có được tốt, thì Trinh sẽ rất là hạn chế. Thời gian gần đây thì chị được nhắc nhiều đến những hình ảnh rất là gợi cảm. Em theo dõi trên Facebook của chị thì thấy là chị chia sẻ những cái hình ảnh mặc bikini nè. Thậm chí là có một số hình ảnh là bán nuôi. Thì chị chia sẻ như thế nào về cái sự gợi cảm ở đây của mình? Bây giờ mình nói trước về cái vấn đề nặng nhất đi, bán nuôi đi. Thì thật sự á, những cái tấm hình đó là trên sao ta, khoe những cái đường cong của mình qua những tấm gương, chứ không hoặc là nằm trên giường khoe đường cong của mình mà cái sáng tối rất là tối không thấy gì cả, chỉ thấy một cái đường cong thôi. Đó thì để mà chụp một cái bộ hình nuôi á thì chính rất là thích, thật sự, tại vì đó là một cái thanh xuân của mình. Sau này mình có gia đình, mình lo cho gia đình, mình mập lên, mình không còn đường cong đó nữa, hay là mình da mình nhăn nheo chảy xệ rồi, mình có muốn chụp cũng không có được. Trinh rất muốn chụp một bộ hình gọi là nó để đời, đúng để đời đó, chỉ để mình coi thôi. Nhưng mà sợ ai chụp đây, cái người chụp thấy mình rồi sao, không lẽ giờ kêu có bạn trai, kêu bạn trai chụp không có đẹp, giờ sao đây, không được. Cho nên là sinh về nghệ thuật thôi, không có được, chuyện mắc cỡ lắm, không được. Xong rồi tự để cái chân máy, rồi để cái máy bấm sẵn hẹn giờ đó, cái không cái mua cái cục mà chụp từ xa đó lên tạo góc hết rồi, chụp 1000 tấm mới có được một tấm, tại vì canh góc không có được ngay. Rồi sau đó thì thấy nhiều quá không được, mình phải chút xíu thôi, như thế nào mà để người ta nhìn không thấy gì hết đó, mà vẫn thấy được đường cong đó. Cho nên là có những tấm thì mình đứng ngay trước gương mình che hết trơn rồi, cái khăn mình che hết trơn rồi, chỉ còn thấy đường cong, mình chụp một chút xíu để thấy cái sự cố gắng mình trong tập luyện thôi. Vậy là dữ lắm đó với chị rồi. Còn để mà đưa cái một máy chụp hình chuyên nghiệp cho một người photo nào đó, mình không biết người đó là ai, chụp cho mình với không có gì trên người thì mắc cỡ lắm, không làm được. Còn hình ảnh gợi cảm thì nói thật là dạo gần đây Trinh đi du lịch hơi nhiều, du lịch rất là nhiều. Mọi người thấy Trinh đen như vậy là cũng biết rồi. Trước đây thì không có đen dữ vậy đâu, mà tại đi du lịch nhiều quá, cho dù không có đứng ngoài nắng nhiều nó cũng đen, tại vì nó hắt nắng và nắng biển nó rất là đen. Trên núi thì càng đen hơn nữa, tại vì đa số những người mà dân tộc, tại sao họ bị nám hay là họ bị tàn nhang đầy mặt hết, tại vì do cái khúc xạ của nắng nó nhiều hơn đó. Cho nên là đi du lịch là không thể nào mà trắng bóc được, thứ nhất. Thứ hai nữa là đi du lịch thì thường là sẽ tắm hồ bơi nè, sẽ đi biển nè, tại vì mình ở những cái địa điểm du lịch giống như Bali hay là Maldives á, thì sẽ có biển rất là đẹp. Thì mà dĩ nhiên đi biển phải mặc đồ bikini thôi, chứ không lẽ giờ đi biển mặc sườn xám
hay là áo dài thì nó không hợp, cho nên là phải mặc bikini khi mà đi biển hoặc là ở hồ bơi. Và chính vì những hình ảnh như thế cho nên là chị nhận rất là nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người đặt ra những câu hỏi là có phải là dạo gần đây Phương Trinh Jolie đang khoe thân hơi nhiều hay không? Khoe thân thì khoe thân lúc giờ mà, tại vì chụp hình là phải khoe cơ thể thôi. Có thể gọi là mặc đồ hơi phù hợp với lại đi du lịch một chút xíu. Thì nếu như mà hiện tại gần đây á, mọi người sẽ thấy là Instagram á, nó gần gũi hơn với các bạn trẻ ở Việt Nam của mình. Tại vì thứ nhất là hình ảnh trên Instagram rất là đẹp về du lịch này nọ. Thứ hai là phong cách thời trang của các bạn ở trên cái trang xã hội đó nó phóng khoáng, nó phù hợp với lại những cái địa điểm mà họ đi du lịch. Cho nên là cái trang xã hội đó nó gần gũi hơn với giới trẻ. Và Trinh thì Trinh xem rất là nhiều những hình ảnh trên đó, và Trinh sẽ đánh ra cái list là những nơi mình muốn tới. Và những nơi mình muốn tới thì mình phải chọn những bộ trang phục nào phù hợp với đó đây. Ví dụ như ở Bali thì rất là nóng, nóng hơn Việt Nam mình nhiều lắm. Thì mình phải mặc những trang phục nó gọn gàng, nó thoáng mát, nó phù hợp với lại biển, phù hợp với lại những chỗ mình đi du lịch mình chụp hình. Thì những bộ đồ đó sẽ như thế nào? Nó phải không phải kín mít, tại vì nó nóng quá không thể kín mít được. Thứ hai nữa là nó phải phô diễn được một phần hình cái đường cong của cơ thể của mình để lên hình nó mới đẹp. Cho nên là Trinh mới bắt đầu Trinh nghiên cứu về những cái bộ trang phục để đi du lịch thì nó sẽ như thế nào. Và thí dụ như bộ đẹp đồ Trinh đang mặc trên cơ thể của mình đi là một cái thiết kế của bản thân của Trinh, Trinh tự thiết kế, thì bộ đồ này nó cũng quyến rũ, nó cũng sexy, nó sẽ phù hợp với mình để mà mình đi những cái nơi mà mình cần phải boost dáng cho nó thật là chất. Còn những cái mà nãy giờ mà bạn nói với Trinh đó là những cái tấm hình mà Trinh chụp ở biển, thì ở biển dĩ nhiên nó phải mặc bikini rồi, đi biển nó phải mặc bikini rồi. Cái điều đó Trinh cảm thấy không có gì là quá đó. Trừ khi ở biển mà cởi ra hết nút luôn thì mới là quá. Mà cái đó thì Trinh không có dám. Nhưng mà người đối với người nước ngoài thì họ cảm thấy điều đó cũng rất là bình thường. Tại vì sao? Họ đi biển thì họ tan da của họ. Tức là ở bên nước ngoài á, cái nắng ở bên đó không có làm cho da họ đen được. Cho dù là mùa hè, họ phải đi tới những cái nơi mà có khí hậu nóng, ví dụ như những nước châu Á hoặc là nhiệt đới như Việt Nam, Thái Lan hay là Bali hay này nọ, Maldives này nọ, để họ tan da của họ. Và khi mà họ tan da như vậy thì nếu mà mặc đồ bơi trên người nó sẽ bị mấy cái lằn, chỗ trắng chỗ đen rất là xấu. Nên họ sẽ thả hết những cái bộ đồ bơi trên người họ luôn, và họ nằm như vậy, họ phơi ở một cái villa riêng của họ, không ai thấy cả. Thì đối với Trinh thì như vậy nó sẽ không có phù hợp với văn hóa người Việt Nam. Khi mà chụp những cái tấm hình mà mặc bikini mà nằm sấp như vậy để mà tan da, cho nên Trinh cảm thấy là Trinh đi biển, Trinh đi du lịch và Trinh mặc đồ bơi thì nó rất là phù hợp, và nó không có gì gọi là Quá lố hết. Tại vì cả thế giới người ta vậy mà. Và cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị nhận phải những cái ý kiến trái chiều như vậy? Như là lúc nãy Trinh có nói, từ lúc đầu tiên luôn, thì bây giờ mình sống tới bây giờ 31 năm rồi, mình cũng trải qua rất là nhiều điều rồi. Mình ở trong showbiz thì cũng mười mấy năm rồi. Cho nên là thứ nhất, khi mà mình là người của công chúng, họ sẽ nhìn tới mình nhiều hơn và họ phán xét. Và mình phải biết đủ thông minh để mà mình nhận định những cái vấn đề đó nó như thế nào, nó có đủ để cho làm mình cảm thấy mình khó chịu hay không. Thì Trinh đưa ra một cái quyết định là thứ nhất, điều mình làm không có gì là sai, không có gì là làm trái luân thường đạo lý và gọi là cái văn hóa của người Việt mình á. Thì đi hồ bơi người ta vẫn mặc đồ bơi thôi, tại vì bây giờ thì càng ngày người Việt càng hiện đại hơn rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Cái thứ ba nữa là Trinh cảm thấy mình rất là thoải mái với những gì mà mình đang làm, mình đang sống. Tại vì mình sống cho mình và cái điều đó không có hại ai cả, cái điều này không ảnh hưởng tới ai cả. Nếu như mà một người nói Trinh là mặc đồ gì thấy ghê hay gì đó, thì Trinh sẽ tự nghĩ trong đầu là mình là
mình tập luyện, mình có một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, mình mặc được những cái bộ trang phục đó, những cái bộ đồ bơi đó, và những bộ đồ bơi đó nó sẽ làm cho những cái tấm hình của mình nó sinh động hơn, nó nhiều màu sắc hơn. Và cũng có những cái lời comment họ khen, họ ồ chị mặc những bộ đồ bơi này đẹp quá, chị mua ở đâu vậy, chị đến chỗ mua với. Thì có nghĩa là người ta nói 9 người 10 ý, mình không thể nào mình chịu hết tất cả mọi người được. Chỉ là những người nào có cùng quan điểm sống với mình, có cùng gu thời trang với mình thì họ sẽ ủng hộ mình. Còn những người không cùng gu thời trang thì làm sao mình có thể thay đổi được cái ý nghĩa của người đó đây? Có chăng là ôi bạn vậy thì mình phải chịu thôi. Giờ bạn nhìn cái con đó, bạn nói con đó là con chó, nhưng mà thật sự mình lại nhìn con đó mình thấy con đó là con mèo, thì mình gây lộn nhau nó khó lắm, thì nó chỉ là cục đá thôi. Thậm chí em có đọc còn có những ý kiến bảo là nghệ sĩ thì phải chỉ hình ảnh. Khi mà mình mặc nhiều như vậy, mình khoe cái đường cong cơ thể của mình nhiều như vậy thì nó không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ. Nếu như mà là một nghệ sĩ mà đi thảm đỏ đi, mà mặc những cái bộ đồ, tại vì có những cái người nghệ sĩ châu Á, Hàn Quốc hay là châu Á đi nha, là Hàn Quốc đi, có những bộ đồ nó rất là mỏng manh, nó chia cái chút xíu à, và nó hở lên tới trên này luôn, thì những cái bộ đó thực sự phản cảm. Tại vì ở những cái nơi gọi là rất là nhiều những cái người gọi là có trình độ văn hóa xã hội và những cái người quan trọng, thì mình mặc như thế nào nó vẫn vừa sexy, vẫn vừa đủ sự gợi cảm, nhưng mà nó phù hợp với cái nơi mình đến. Còn vấn đề của Trinh đó là Trinh mặc những bộ đồ này là bộ đồ đi biển, bikini. Cho nên là bây giờ không lẽ bây giờ mình mặc bikini mà phải mặc bikini tay dài, quần dài thì mới gọi là đúng. Cho nên Trinh cảm thấy nó không có gì sai cả. Và để nói về cái hình ảnh của mình thì mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có phải là cởi trần khoe da thịt giữa vốn đông người, hay là Phương Trinh không mặc gì cả, chụp hình khỏa thân trên bãi biển đông người, thì cái đó mới là gọi là phản cảm. Thì mới đó gọi là phải giữ hình tượng, tại vì đó mất hình tượng quá. Hoặc là giống như cái bộ hình gì mà chụp ở Tuyệt Tình Cốc, nó phản cảm tới nỗi mà người ta, những cái lực lượng của nhà nước phải đóng cửa chỗ đó luôn, không cho ai vô cả, tại vì nó làm xấu cái hình ảnh của cái du lịch chỗ đó đi. Nhưng những chỗ mà Trinh đi qua, những chỗ mà Trinh chụp hình, Trinh check in, thì những cái gọi là người chủ ở những cái câu lạc bộ đó, hay là những cái người ở trong cái cộng đồng đó, họ lấy hình của mình để họ post trên những cái trang du lịch của họ luôn. Thì có nghĩa là mình đâu có làm gì xấu cho cái nơi của họ đâu, mà mình còn làm đẹp lên những cái chỗ đó. Và những cái chỗ mà họ share clip á, Trinh cảm thấy rất là bất ngờ. Cái clip của mình quay nhiều khi lên tới cả mấy trăm lượt view luôn, mấy trăm ngàn lượt view luôn, mà mình không hề hay biết. Thì Trinh cảm thấy là thôi, cái điều mình đang làm không có gì sai cả, không có gì mà mình phải bận tâm nhiều hết. Tại vì cái hình ảnh của mình vẫn có thêm những cái lượng fan nói, chị ơi, chị đi nhiều, chụp hình nhiều vô nha, chị review cho em nhiều hơn nha, và chị chỉ cho em cách làm thế nào để em có thể tập luyện để có được cơ thể như chị đi. Thì Trinh lại làm thêm những cái clip để chỉ những người mà gọi là muốn thay đổi cơ thể của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình bằng cách tập luyện, thì em phải ăn như thế này, em phải tập luyện như thế này thì em sẽ có được cơ thể đẹp, em cố gắng lên nha. Thì cái những cái hình ảnh của mình làm inspire là gì ta, tinh thần, truyền cảm hứng cho những cái bạn đó nữa, những bạn trẻ đó nữa, thì mình cứ giữ thôi. Chị ơi, sống cho chính bản thân của mình mà thị phi quá ha. Đã là một người nghệ sĩ thì mình phải chấp nhận điều đó, nhưng mà mình cũng phải biết sàng lọc như thế nào để cho cuộc sống của mình vẫn được hạnh phúc, mình vẫn được ăn những món mình thích, mình vẫn được đi du lịch những nơi mình muốn, và lưu giữ những hình ảnh để sau này mình nhìn lại mình thấy thanh xuân của mình rất là đẹp. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của mình, tại vì nếu như mà cái điều đó là xấu, là không đúng, thì chắc có lẽ là không có ai dám mời Trinh đi hát hay là quảng cáo nữa. Nhưng mà ngược lại là thời gian gần đây thì quảng cáo mời Trinh rất là nhiều, livestream rồi chụp hình quảng cáo rồi đóng quảng cáo, quay clip quảng cáo nữa, nên Trinh cảm thấy là chắc là này mình đâu có làm sai. Sẵn đây đang nói về cái chuyện quảng cáo thì thời gian trước chị có một cái clip quảng cáo cũng gây xôn xao cộng đồng mạng. Vì cái sản phẩm chị quảng cáo thì nó là sản phẩm về sinh lý. Rồi khi mà cái clip đó xuất hiện thì mọi người lại bảo là quảng cáo thì hơi phản cảm.
vì sao lại đóng cái quảng cáo như thế? Thì chị có cái phản hồi nào đối với những ý kiến này không? Như thế này, cơ bản những cái thuốc về sinh lý thì nó đã là đó là những cái vấn đề nhạy cảm rồi, nhạy cảm nha chứ không phải là phản cảm. Nhạy cảm có nghĩa là khi mà nói tới những cái vấn đề đó thì người ta sẽ hơi ngại ngùng, mắc cỡ chút xíu. Thứ nhất là do người châu Á, cái văn hóa châu Á nó cũng chưa có được open như là ở châu Âu hay châu Mỹ. Và cái thứ hai nữa là ngay từ nhỏ, ngay bản thân của mình đi, lứa của mình đi, là những cái lứa mà ngày xưa chưa có cái môn gọi là giáo dục giới tính ở trong trường lớp. Có mấy bé hiện tại bây giờ từ năm khoảng bây giờ là khoảng tầm 10 tuổi, mười mấy tuổi là có dạy nhưng cũng chưa có nhiều. Có chăng là trong trường quốc tế thì họ sẽ dạy nhiều hơn về cái những cái môn đó. Cho nên là khi nói về những cái vấn đề nhạy cảm, các bạn nó rất là bình thường và họ tiếp thu nó. Quay trở lại vấn đề này, thì nhạy cảm là như thế nào? Nhạy cảm là những cái đụng chạm cơ thể hoặc là những cái hở hang mà nó quay nó quá cận cảnh hay là những cảnh giường chiếu thì là nhạy cảm. Nhưng mà trong clip đó không hề có những cái đụng chạm cơ thể giữa hai người khác giới, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trang phục không hề hở hang, không có đưa ra nhiều vùng da thịt, mà nó chỉ là hình ảnh ước lệ ẩn dụ thôi. Ví dụ như là những cái tư thế mà để người xem người ta hiểu đó là cái quan hệ giữa nam và nữ. Thì ngay cả cái thương hiệu mà họ quay cái quảng cáo đó, họ bỏ rất là nhiều tiền, thì họ không có ngu gì mà họ lại làm những cái hình ảnh làm mất đi cái thương hiệu của họ. Tại vì đó là một công ty dược rất là nổi tiếng của nước Việt Nam, chứ không phải là những cái công ty trôi nổi hay là những cái thương hiệu nó đánh bóng tên tuổi bằng scandal, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đây là một cái dược thực phẩm chức năng, dược phẩm chức năng giúp cho những người con trai, đặc biệt là những bạn mà có vấn đề sinh lý của họ không được tốt, thì đó là những cái mà nó rất là tốt cho mọi người, đặc biệt là nam giới, thì đâu có gì gọi là phản cảm. Nhạy cảm thì có, tại vì đây là một cái vấn đề liên quan tới vấn đề sinh lý thì nhạy cảm, nhưng mà phản cảm thì Trinh hoàn toàn Trinh cảm thấy không có gì là phản cảm cả. Những bạn mà nói clip đó chắc là chưa xem hết hay sao, hay là chỉ đánh giá quá gì Trinh không hiểu. Chị có được đọc hết những cái bình luận? Thứ nhất là Trinh có không làm những cái bình luận đó ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình, Trinh không có đọc. Nhưng mà nếu như mà cái hình ảnh quay đó mà làm xấu đi cái hình ảnh của mình, hoặc là trong cái kịch bản đó nó có những cái chi tiết nào đó mà nó nóng quá, nó có sự đụng chạm cơ thể hai người khác giới nó nhiều quá, Trinh sẽ không quay. Ngay cả phim điện ảnh hay là phim truyền hình cũng vậy. Có những phim điện ảnh mời Trinh vai chính, nữ chính, nhưng mà Trinh thấy có cảnh nóng mà ghê quá, Trinh cũng không có nhận. Thì tại sao Trinh lại nhận một cái quảng cáo mà nó có quá nhiều cảnh phản cảm? Trinh cảm thấy là trong kịch bản này không có gì là phản cảm hết. Mà nếu mà phản cảm chắc là khi mà chiếu lên thì cũng sẽ bị cắt đi do kiểm duyệt thôi. Chị ơi, khi mà trước khi mà chị đóng quảng cáo đó thì chị có nghĩ là chị sẽ nhận phải những cái bình luận đó tiêu cực? Trinh cũng nghĩ là sẽ có những người mà gọi là anh hùng bàn phím á. Tại vì trên mạng thì có rất là nhiều thành phần. Mình không thể nào mà mình cứ đọc rồi mình làm cho ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình được. Thứ nhất là kinh tế, có nghĩa là mình kiếm được kinh tế từ công việc của mình. Thứ hai là cái clip đó nó giúp ích được cho những cái người đàn ông mà gặp phải vấn đề đó. Thứ ba nữa là cái clip đó nó không có vấn đề gì hay là không có hình ảnh gì mà nó làm giống như cái từ mà nãy mà bạn nói là phản cảm. Cho nên là Trinh chấp nhận Trinh quay cái clip đó, là có ba cái lý do đó là mình đủ mình làm rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Dạ. Cũng quanh cái sự gợi cảm của chị á, thì gần đây em có đọc một số đầu báo thì có những cái tích như là nữ hoàng bikini thế hệ mới vượt mặt, thậm chí là vượt mặt Ngọc Trinh, vượt mặt người này người kia đó, là trở thành nữ hoàng bikini.
Thì chị sẽ suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Trinh không biết danh xưng nó từ đâu ra và không biết ai đặt cho, Trinh không biết. Nhưng mà giống như vậy nè. Thứ nhất là mình hay đi du lịch nhiều. Mình hay thích đi bơi, mình hay thích đi biển. Thì mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều những cái bộ đồ bơi đẹp để mà mình chụp hình. Là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là đó cũng là những cái sản phẩm mà shop của mình đang kinh doanh nữa. Nên mình vừa làm mẫu cho shop của mình luôn. Là thí dụ như bạn muốn mua một cái bộ đồ bơi hay là một cái sản phẩm đó, bạn phải coi người mẫu mặc có đẹp không rồi mình mới mua chứ. Nếu mà người mẫu mặc đẹp, mình sẽ chọn cái mẫu này mình mua. Thì Trinh kết hợp luôn là vừa chụp hình mẫu cho shop của mình và mình vừa đi du lịch luôn. Chính vì vậy cho nên một bộ đồ bơi mình chỉ mặc được có một lần thôi, tại vì mình mặc mẫu mà, mình đâu có mặc hai lần được. Và trên Instagram hay là Facebook cá nhân thì bộ đồ đó đã lên hình lần rồi cũng sẽ không lên được lần thứ hai. Nên biết là tại sao mọi người thấy có quá nhiều bộ bikini là như vậy. Còn cái danh xưng thì không dám vượt mặt ai cả, tại vì Trinh chỉ đang làm cái việc mà mình thích thôi, là kinh doanh rồi đi du lịch thôi. Còn cái đó thì người ta tự đặt. Chị bất ngờ không? Mình cũng vui vui. Tại vì thật sự đó là cái sự cố gắng tập luyện của mình trong rất là nhiều năm. 5 năm trời tập yoga và 2 năm tập gym. Thực sự trước đây thì Trinh cũng không phải là cái quá xấu trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà để mà có được những cái đường cong về vòng 3 hay vòng 2 á, thì mình phải tập luyện rất là nhiều. Tại vì Trinh ăn nhiều lắm, Trinh ăn thích ăn lắm. Mà đi du lịch rồi là mình thấy ở đâu có món gì lạ, có món gì ngon là mình phải ăn. Nhiều khi một ngày ăn tới 4-5 cử luôn. Nhưng mà mình phải biết ăn như thế nào để mà mình vừa phải có sức để mình tập luyện. Mặc dù đi du lịch nhưng mà Trinh vẫn mang theo những cái dụng cụ tập thể dục. Ví dụ như là những cái dây thun á, để đá dây để vòng ba của mình nó vẫn căng tròn. Hoặc là mình đơn giản như là mình nằm dưới đất vậy nè, cái mình vừa đọc truyện hay là bấm điện thoại gì đó, mình đá chân lên đá chân xuống trong vòng 15 phút là cái bụng mình nó nhỏ liền à, rất là dễ. Nhưng mà các bạn, có nhiều bạn lại quên đi là mình đi du lịch mình cứ ăn uống xong rồi cái dậy bị tăng cân. Còn trên ngược lại đi du lịch nhiều khi còn bị xuống ký nữa. Tại vì mình cứ kiểu du lịch của Trinh không phải là kiểu đi mà nghỉ ngơi mà relax đâu. Đi khám phá. Trinh rất là thích khám phá. Tới đó thuê một chiếc xe máy. Xong rồi cái bắt đầu chuẩn bị áo khoác, găng tay, bịt mặt, mắt kiến, mũ trùm đầu đầy đủ hết. Rồi cứ thuê chiếc xe máy và đi khám phá những cái nơi mà mình tới. Rồi đi bộ nè, tại vì đâu có giống như là ở Việt Nam mà lúc nào cũng bước lên xe xuống xe đâu. Đi bộ nè, leo núi nè, trèo đèo vượt suối nè. Thật sự là trèo đèo vượt suối luôn. Tại vì đi suối có những cái con suối nó rất là hiểm trở, mà chỉ cần sẩy chân một cái thôi là té xuống dưới cái dòng nước nó chảy mạnh lắm là cuốn mình đi liền. Cho nên mình sẽ trải qua những cái cảm giác mà sau này già rồi mình không đi được. Cho nên là cảm thấy rất là thích. Và nhờ đó mình có được cái danh hiệu nữ hoàng bikini. Vô tình thôi nha, chứ Trinh cũng không biết cái đó ở đâu ra luôn á. Hiện tại số đo 3 vòng của chị là như nào chị? Cũng đo cách đây một tháng là 84, 61, 95. Bây giờ không biết tăng không, mà mặc cái quần cách đây hơn một tháng là nó hơi chật xíu. Là mông. Có thể là trên, tăng. Đúng rồi. Trên hay đo cái vòng số đo bao vòng của mình nó không phải bằng cái sợi dây hoặc là cái cân, mà bằng quần hoặc cái áo của mình. Mà không có giãn nha. Ví dụ như tháng nay mình mặc cái quần hoặc cái áo này vô, coi như cái này là cái số đo chuẩn rồi đó. Mặc vô vừa là nói chung là mình số đo mình đang cũng ok. Xong rồi sang tháng sau mình mặc thấy chật, chết rồi, tăng ký rồi, phải giảm ký liền. Sau cái tháng nữa thấy cái eo thì rộng hơn chút xíu nha, nhưng mà cái mông mặc hơi chật nha, cái là eo mình nhỏ đi, mông mình bự lên. Chị ơi, nhờ tập yoga và gym thì chị đã giảm bao nhiêu ký? Thật sự á, giảm ký thì không có giảm nhiều đâu. Mà các bạn cứ tưởng tượng là như vậy nè. Cục mỡ, một ký mỡ nó rất là bự nha. Tại vì nó nhẹ và nó lỏng mỏng. Nhưng mà một ký thịt nó không có bự mà nó săn. Thì cái lượng mỡ và cái lượng cơ của mình nó cũng giống vậy á.
Có nghĩa là khi mà mình giảm mỡ, mình tăng cơ, đôi khi mình cân lên nó tăng ký luôn. Nhưng mà cái người mình lại nhìn thon hơn, gọn hơn. Và những cái tăng đó là tăng ở chỗ mông nè. Thì cái mông mình bự lên nó phải tăng ký lên chứ, đúng không? Và cái bụng mình nó nhỏ đi. Và những cái chỗ phần cơ thể nào mà cần nhỏ đi hay là tăng cơ thì... Cho nên là Trinh mới nói là đôi khi Trinh không có cân. Nhìn lên con bị phát hoảng, nó là chết rồi, tăng 2 kg rồi nhưng mà người mình vẫn ốm, là tại vì cái mỡ mình nó bị co lại, nó săn lại và cái cơ mình nó đang nở ra. Thì mình cũng rất là vui vì mình nhìn mình vẫn đẹp mặc dù là mình không có giảm ký nhiều. Lúc trước á, là trên tầm khoảng 61 kg, 1m68, 61 kg, là lúc đó cái lượng mỡ nó nhiều hơn. Và sau này bây giờ, hiện tại bây giờ thì Trinh là 54 kg, 54 kg. Nhưng mà nhiều người nói là ủa tại sao chỉ 54 kg mà nhìn chị ốm vậy. Thực sự là thứ nhất là xương cơ địa mỗi người khác nhau, xương Trinh rất là to và nặng, và thứ hai nữa là cái cơ trên cái người Trinh nó cũng nặng, cho nên là nhìn thì ốm nhưng mà cân nặng thì nó cũng không phải là cân nặng mà nó quá nhẹ. Hiện tại là khoảng 54 kg. 54 kg luôn, mới cân sáng 54 kg. 1m68, 1m68 thì hoa hậu chị chân xẻo không à? Đi qua hậu được. Đây nè, xẻo không à? Tại vì hồi lúc nhỏ nó giống như con trai vậy đó, không có đi dưới đất đâu mà nhảy trên mấy cái ống cống người ta xây rồi người ta dựng trên đường á, nhảy lên xong rồi trượt chân té. Trời mưa nè, tắm mưa nè, trượt chân té đập nè cái cầm xẹo. Cái cầm xẹo còn nguyên cục chà bá đây nè, rồi cái chân á thì là chạy xe chai ly ngày xưa đó, xong chạy té cái eo, rồi cái chân cà dưới đất. Nói chung là tuổi thơ nên cũng hơi dữ dội, kiểu mình năng động á. Thôi qua hậu là không dám đâu, tại vì mình không có phải là thích kiểu thi cũng mới thi qua hậu, chỉ thích thi hát hay là gì mình cảm thấy tự tin thôi, không có tự tin mà nhìn về nhan sắc của mình. Em theo dõi trên Facebook của chị thì em thấy có rất là nhiều tấm hình đẹp, cả selfie nữa cũng đẹp. Thì chị có thể chia sẻ cái bí quyết nào để tự sướng, tự sống ảo mà có được cái hình đẹp không? Giờ gì đi? Giờ gì đi nha. Ví dụ như á mình chụp á selfie ha. Okay. Mình phải biết được là cái gốc mặt mình, thứ nhất gốc mặt thử mình. Cầm cái điện thoại để chị thử. Ừ, đây, thử cho. Thử mượn cái điện thoại đi. Rồi. Rồi. Ok. Hả? Gì? Rồi. Nha. Ví dụ như là góc mặt của mình phải biết là góc mặt nào của mình là góc mặt đẹp. Trinh là bên đây là góc mặt xấu nha các bạn. Xấu không no. Quay qua đây. Đó. Là cho nên là lúc nào á mọi người hãy để ý đi, là quay hình hay gì Trinh hay ngồi góc dày này để cái gương mặt mình đẹp nó hiện ra. Rồi. Thứ hai là các bạn phải biết các app nào chỉnh hình đẹp. Trinh recommend mọi người, có nghĩa là Trinh chỉ mọi người một cách là mình nên chụp bằng camera thường và sau đó mình sẽ edit lại bằng app chỉnh hình. Thì thứ nhất là nó sẽ trông thật hơn, tại vì mấy cái app thì nó cà nhiều quá nó sẽ không có thật đó. Mình sẽ đưa lên, đừng có đưa như vậy sẽ thấy mặt mình mập. Mình phải đưa từ ngang mặt hoặc là cao hơn một chút xíu như vậy, góc 30 độ so với cái góc mặt đẹp của mình nha các bạn. Đó thì mình sẽ có được một góc selfie đẹp. Hoặc là đôi khi những cái góc mà dưới thì mình sẽ giả bộ mình che cầm như thế này nè, hoặc là đó cái gì đó để cho nó che bớt những cái khuyết điểm của mình đi. Khuyết điểm trên gương mặt Trinh là có hai cái cạnh của mặt nó to chứ không phải là mặt trái xoan. Còn đối với những bạn mà mặt trái xoan á là góc nào cũng đẹp hết rồi, mình không nói. Trinh góc chết nhiều lắm, chỉ có một góc đẹp thôi, góc này. Rồi nếu mà chụp body nha, để mà có một cái cơ thể nhìn nó cao hơn, dong dỏng hơn thì bắt đầu mình phải đứng được không? Đứng đi ha. Mình phải giả bộ cái chân mình nó như vậy nè. Đó. Hơi ẹo cái người xíu. Mình sẽ nhìn thấy cái chân mình nó dài. Mình đó, nhón này qua. Hoặc là để mà mông thấy nó bự. Mình đứng gì mình sẽ không thấy mông bự mình. Đó. Là sẽ thấy mông mình nó to hơn. Đó là những cái mẹo cơ bản khi mà mình pose dáng selfie hay là cả người của mình, để mà mình có được những cái bức ảnh đẹp khi mà đi du lịch. Còn có những mẹo gì cao siêu hơn chút nữa? Cao siêu hơn hả? Nói chung á, là bây giờ thời đại của app, rất là nhiều app đẹp rồi. Cho nên là có thể là
Mà có một điều là khi mà lên hình á, mình sẽ bị mập hơn so với ở ngoài 3 kg nha. Cho nên là mọi người khi mà chụp hình phải dùng một tí xíu kỹ thuật, chỉnh chỉnh chút xíu cho cái cơ thể của mình nó gọn gàng, giống như mình nhìn ở ngoài mắt, ở ngoài của mình. Với lại thời đại hình ảnh kỹ thuật số rồi thì mình nên có những cái app chỉnh hình để mà mình chỉnh cho nó lung linh hơn, màu sắc hơn. Hoặc là có những cái điện thoại á, nó tự có một cái chế độ gọi là đẩy cái hình ảnh cho nó đậm hơn á, thì mình cũng chỉnh được. Nên các bạn nên xài smartphone để có những tấm hình đẹp. Chị ơi, còn mặc đồ như thế nào với lại chụp ảnh như thế nào để thấy được cái số đo 3 vòng của mình? Có những cái tấm hình mà không cần phải mặc đồ sexy mà vẫn có được thấy được cái hình thể đẹp. Ví dụ như là có những cái tấm ảnh mà trên mặt những cái bộ đầm maxi dài luôn mà chụp ở trên cái suối. Nói chung là nói vậy mọi người không biết đâu. Mà nói chung là mình mặc những cái bộ đồ đó thì mình phải chụp xa xa. Còn chụp gần gần thì mình chụp cận cận thôi. Còn để mà khoe được những đường cong cơ thể thì mình phải có những bộ trang phục nó hơi gợi cảm chút xíu, như bộ đồ trên đang mặc nè. Thì sẽ khoe được đường cong của cơ thể của mình. Nhưng mà thường á, trước khi đi du lịch, bạn muốn có được những tấm hình đẹp thì bạn phải cố gắng tập thể dục để cho cơ thể của mình nó đẹp. Thì khi mà cơ thể mình nó đẹp rồi, mình mặc cái gì lên nó cũng sẽ đẹp để mình chụp hình đẹp hết. Còn chị ăn như thế nào để có được cái vóc dáng? Như thế này, chế độ ăn của Trinh thì nó cũng không phải là gọi là ăn kiêng khắc nghiệt. Tại vì thực sự á, mỗi một người sẽ có một cái sự tiêu hao năng lượng khác nhau. Ví dụ như là có những người ăn rất là ít mà vẫn không thể xuống ký được nha. Còn có những người ăn rất là nhiều, ăn suốt ngày luôn, vẫn không lên ký. Trinh, những người đó Trinh đã thấy rồi. Còn bản thân của Trinh thì là một người hấp thụ, cơ thể Trinh hấp thụ tốt. Có nghĩa là ăn bao nhiêu thì nó sẽ hấp thụ vào cơ thể bấy nhiêu. Cho nên Trinh rất là hạn chế ăn những cái thức ăn ví dụ như là ngọt. Tại vì thứ nhất, ăn nhiều đồ ngọt nó sẽ phá hủy những cái cấu trúc collagen trên da của mình. Và nó dễ làm cho da mình bị nếp nhăn hoặc là bị chảy xệ. Cho nên là muốn da mà nó trẻ và đẹp thì mình bỏ những cái gì có liên quan tới đường, và mình tăng những cái gì liên quan tới vitamin C, để mà nó làm tự sản sinh những cái cấu trúc collagen dưới mặt của mình. Và sợi elastin đó, là những cái sợi đó làm cho da mình trẻ đẹp. Rồi mình sẽ tăng những cái thức ăn mà nó có màu xanh lên. Gì mà có màu xanh? Rau, rau củ đó. Thì nếu như mà trước đây á, Trinh ăn nhiều rau, nhiều thịt bò với lại thịt trắng, thì bây giờ Trinh sẽ giảm. Nó lộn. Nếu mà thời ngày xưa trước đây á, Trinh ăn nhiều tinh bột, ăn ngày chén cơm hay chén cơm gì đó, thì giờ Trinh bỏ hẳn tinh bột luôn rồi. Trinh ăn rau nè. Trong khẩu phần ăn của mình là có rau. Rau thì mình hạn chế rau xào, ăn nhiều canh và rau luộc. Rau luộc là tốt nhất. Hoặc là hấp. Hấp, tại vì hấp nó sẽ không có làm cho cái dưỡng chất nó bị trôi trong cái nước luộc. Hấp. Thứ hai nữa là ăn nhiều cá. Tại vì trong cá nó có omega 3. Và cái mỡ cá, đặc biệt là mỡ cá đó, nó làm cho da của mình nó mịn màng hơn. Đặc biệt ăn nhiều mỡ cá hoặc là da cá. Cái thứ ba nữa là hạn chế ăn thịt đỏ. Trinh rất thích ăn thịt bò luôn. Một tuần không ăn 2-3 lần nướng không chịu nổi. Nhưng mà phải hạn chế ăn thịt đỏ. Tại vì thịt đỏ thì bác sĩ về dinh dưỡng chỉ khuyên mình là ăn thịt đỏ một tuần được một lần thôi, và một lần không quá 200 gram, để cho nó hạn chế cái cholesterol. Thứ ba nữa là mình tăng ăn thịt màu trắng. Thịt màu trắng là có trong thịt cá nó màu trắng nè. Thịt gà. Thịt gà thì mình không ăn da, tại vì da gà rất là mập. Đó là những cái mà nó rút gọn lại trong cái thực đơn của mình. Các bạn có thể ăn tùy theo cái cơ thể của mình cần thiết. Tại vì có những người lao động nhiều, cần có nhiều sức, thì ăn một ngày Trinh khuyên là nên chia ra nhiều bữa nhỏ. Có nghĩa là một lần mình ăn đừng quá no. Tại vì ăn quá no thì cái bao tử mình nó bị căng ra và nó sẽ quen cái lượng thức ăn đó. Mình giảm khẩu phần ăn lại. Mỗi ngày giảm chút xíu thì nó sẽ quen từ từ. Cái bao tử mình nó sẽ
co lại. Và tới một lúc nào đó mình sẽ ăn một chút xíu đó, mình cảm thấy no rồi thì sau đó mình phải ăn tiếp. Rồi à, không ăn tinh bột, lâu lâu thèm cho ăn chút xíu. Lâu lâu thèm thì Trinh cũng ăn một tí xíu miếng hoặc là một tí xíu bánh mì gì đó, nhưng mà ít thôi, không nhiều. À, uống nhiều nước, tại vì khi mà mình uống nhiều nước mình sẽ bị no, mà bị no mình sẽ không ăn cái kia nhiều được. Kinh nghiệm trên là trước mỗi lần một bữa ăn á, uống ly nước đầy, uống ực một cái rồi nó no rồi, bắt đầu mình sẽ ăn ít lại. Đó là cái mẹo để mà mọi người có thể ăn ít hơn và mình cảm thấy no hơn, nó quen từ từ với cái chế độ giảm cân. Thì đó là cái chế độ giảm cân của Trinh. À, đặc biệt nữa là ăn bưởi nha, nếu mà mọi người mà trong thời gian đầu mà đang giảm cân á, nên tăng cường ăn bưởi. Ăn bưởi thì trước 8 giờ tối, tại vì vitamin C buổi tối nó sẽ không tốt cho cơ thể. Mỗi ngày chỉ ăn một trái bưởi á, và bưởi nó làm cho thứ nhất là nó lọc những cái cholesterol rất là tốt. Thứ hai nữa là nó sẽ có chất xơ để cho tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình. Thứ ba nữa là trong bưởi có chất giảm cân á, nên sẽ đốt mỡ. Ăn bưởi rất là tốt, mỗi ngày chỉ ăn một trái bưởi. Chị đã gọi là đụng chạm dao kéo đi. Ừ. Bao nhiêu lần ở trên mặt? Không nhớ rõ. Nhiều lần. Những phần nào? Nói chung là trên gương mặt của Trinh thì sửa sơ sơ cũng gần hết rồi. Nói chung là mắt, mũi, mở mặt. Tại vì bây giờ nó đang có công nghệ là tan mỡ và teo cái hàm. Thì có những người họ bị cái hàm, cái cơ nhai của họ rất là to. Khi mà cắn răng lại á, thấy cái cơ hàm nhai của mình nổi lên. Thì người nào có cơ hàm nhai to và làm gương mặt họ xấu đi, thì bây giờ có công nghệ để mình cho nó cái cơ hàm này nó nhỏ lại. Nhưng mà cơ hàm của Trinh thì không có bị to. Cho nên là mà mặt của Trinh nó bị vậy nè. Cứ mỗi lần mà mập lên hay ăn cái gì vô là nó mập mặt với mập đùi thôi. Không có mập cái gì hết trơn á. Cái mặt tròn do luôn mà cái người vẫn ốm. Nên tức quá rồi. Bây giờ đã giảm cân hết cỡ rồi thì Trinh có tim mà tan mở mặt. Thì cái đó nó không có làm ảnh hưởng tới cái cơ mặt của mình. Nó không có làm cho mặt mình bị đơ. Những bạn mà chích mà làm teo cái cơ hàm á, thì rất là dễ mặt bị đơ. Bị đơ có nghĩa là do cái cơ hàm mình là cái cơ cử động, mà mình làm cho nó teo đi thì nó sẽ làm cho cái cơ mặt của mình nó bị đơ. Rồi lý do tại sao mà có nhiều diễn viên Hàn Quốc họ bị lạm dụng, họ chích nhiều quá và cái mặt họ bị đơ luôn, lên hình không còn cảm xúc nữa. Và Trinh rất là sợ điều đó, tại vì mình vẫn còn đóng phim, mình vẫn còn lên trên những cái bộ phim nữa, nên là nếu mà cái mặt bị đơ thì nó sẽ không có đóng phim được. Nên mình chỉ cần tiêm mỡ mặt, tiêm cho nó tan mỡ. Còn tiêm mắt thì là nhấn mí rồi. Trinh chỉ nhấn mí thôi. Nhấn mí này thì nó sẽ giữ được vài năm và nó sẽ bung ra. Như là một nó tạo một cái, thay vì bình thường á mình phải dán một cái mí giả lên mắt để mà tạo cho cái mắt mình nó có nếp gấp, và khi mở mắt lên mắt mình sẽ to ra, thì cái nhấn mí này nó sẽ tạo một cái nếp gấp giả, và cái nếp gấp giả này nó sẽ giữ cho con mắt mình nó có cái nếp gấp đó khi mà mở mắt lên. Nhưng mà cái nếp gấp giả này nó sẽ bị bung ra trong vòng khoảng, có người giữ được 1 năm, có người giữ được 2 năm, có người giữ được 3 năm, tùy theo cơ địa của mỗi người và cái độ mở trên mắt nữa. Mũi thì chính làm thì mũi nó cao hơn xíu vậy thôi, đơn giản thôi, mấy 2 chỗ, ba chỗ hả, không có nhiều. Chị suy nghĩ như thế nào về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở thời điểm hiện tại? Thực sự thì phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ nó đã quá bình thường đối với mọi người rồi. Có chăng là các bạn phải lựa chọn những cái địa điểm mà những bác sĩ nào mà họ có tay nghề cao và những chỗ uy tín. Tại vì có những chỗ mà người ta gọi là tiền mất tật mang đó, là do thứ nhất là những cái người sửa ham rẻ. Thứ hai nữa là những cái người mà người ta làm cái điều đó người ta không có tâm á. Người ta không có sợ bị, gọi là bị cái gì ta? Bị gì? Nghiệp đó. Gọi là từ dân gian là gọi là nghiệp đó. Thì không nên.
mình phải đi sửa những bác sĩ có tiếng tăm. Và đối với Trinh thì mình phải biết điểm dừng nữa. Tại vì có nhiều người á đã đẹp rồi còn làm hoài, riết những cái mặt thấy còn thấy ghê hơn so với lúc mà còn còn chưa làm nữa. Cho nên là các bạn hãy làm đẹp một cách có lý trí, làm đẹp có lý trí. Sẵn tiện đây thì Trinh cũng chia sẻ luôn là Trinh cũng đang có cái ý định mà mở spa nữa để làm đẹp cho các chị em. Đặc biệt nếu mà những biên tập viên của A Family có ai có nhu cầu làm đẹp thì tới gặp Trinh luôn. Chị ơi, mình chia sẻ ra là mình có thừa nhận là mình có phẫu thuật á ở trên gương mặt, thì chị có ngại là chị sẽ bị lại tiếp tục nhận gạch đá không? Gạch đá thì hướng thôi, đâu có gì đâu. Không, thật sự thì Trinh là một người sống thẳng thắn, và những cái gì mình làm là những cái mình làm đẹp bản thân mình và là mình tôn trọng khán giả của mình. Trừ khi mà Trinh làm một cái mũi quá ghê, quá cao, quá gớm so với mặt của mình, mà một thời gian trước đây đã có rất là nhiều các nghệ sĩ bị rồi bị sửa mà bị méo, bị hư mà không thèm sửa lại, một vài năm sau mới sửa lại. Hay là con mắt cắt tới tận cái chân mày, thấy ghê quá. Thì cái đó là cần phải xem lại. Tại vì cái đó là đúng là phải chịu gạch đá, tại vì bị ghiền phẫu thuật thẩm mỹ quá. Còn này là mình không có được một cái sự hoàn hảo về những cái mà mình mong muốn, thì mình sẽ nhờ những bác sĩ có tay nghề cao, có uy tín, đụng chạm tới và làm cho mình đẹp hơn. Ngay cả xa Hollywood họ cũng sửa rất nhiều mà, đâu có gì là để mà phê phán đâu. Tại vì thẩm mỹ làm cho người ta đẹp hơn. Và những cái vấn đề đó nó làm những cái vấn đề nó gây trái ngược lại là do cái người thẩm mỹ không biết điểm dừng và bị gặp những cái trường hợp xui á, gặp những cái người bác sĩ không có tâm thôi, chứ thẩm mỹ đâu có gì là xấu đâu. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phương Trinh Jolie trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện thì chị có thể cho khán giả biết là những cái kế hoạch và những dự án của chị trong thời gian tới mà. Để nói thêm ý nữa nha, là khi mà các bạn trong Facebook hay là những cái trang mạng xã hội mà có hỏi Trinh là chị ơi, chị phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu, thì Trinh vẫn chia sẻ những chỗ mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì Trinh biết chỗ mình làm là mình đang là chụp bạch rồi, và mình làm rất là đẹp và mình làm rất là tốt, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người để mọi người đẹp hơn. Đó, thêm ý đó nữa đó. Rồi, cái dự định trong gần nhất là Trinh đợt đi Bali vừa rồi á, thì có quay rất là nhiều hình ảnh đẹp trong cái chuyến đi vừa rồi của mình. Cho nên là Trinh cũng đang có một cái bài hát mới với một cái chủ đề cũng rất là dễ thương, yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa mà nó rất là yêu đời. Cái khúc đó mang tên là Yêu Đi, của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Nhưng mà trước đây á, Trinh đã cũng có một cái bài hát mang tên Yêu Đi của nhạc sĩ Võ Mạnh Hiền, là cái người quản lý đầu tiên của Trinh sáng tác á. Lúc mà Trinh mới ra album đầu tiên á, thì Trinh thấy là hai cái tên nó bị giống nhau. Cho nên là các cái khúc sau này Trinh sẽ phát hành gần nhất chắc khoảng tầm 2-3 tuần nữa, sẽ có tên là Yêu Đi 2. Sẽ là một cái clip travel, những clip về du lịch, sẽ ra trong khoảng 2-3 tuần nữa. Mọi người chờ để nghe và xem nha. Xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie. Thì một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì em cũng xin được chúc chị là sẽ ngày càng khỏe mạnh nè, xinh đẹp nè, những cái dự định, những cái kế hoạch của chị nó sẽ đạt được cái thành công như chị mong đợi. Xin chào và cảm ơn chị một lần nữa. Cảm ơn iFamily rất là nhiều vì đã cho Trinh nói trong một tiếng kể hết. Còn muốn nói nhiều nữa thôi, lần sau nhớ kêu Trinh nữa nha, nói nữa. Chúc mọi người một ngày thật là vui và hẹn gặp lại.